Các bác, tôi đợt này hôm nay về được rất nhiều ly, tôi bốc tạm một ít ra quay giới thiệu các bác, chứ còn chỗ này thì nó chỉ là một phần nhỏ trong số ông ly. Nhà tôi có lúc là 100 con ông ly đây, những con này nó mới về, tôi bốc tạm ra đây, cả màu đen và màu bạc, có Kenwood 7010, Kenwood 5020, để khắp nơi, nói chung là để khắp nơi. Em đi đằng kia và Sansui 507i mặt gương, Kenwood 7010, Sansui 507i, Onkyo. Những con Onkyo này cực kỳ nặng luôn, hàng gấu rất đẹp. Onkyo 817XD, 817EX, 817EX, Onkyo 817XG và một con Sony khủng nặng tầm 25 cân 333. Tiếp theo là hai con âm ly Pioneer 535. Ở bên trên này là hai mẫu Pioneer SA 8820 là mã, và âm ly Pioneer A570. Hai mẫu âm ly quen thuộc tôi đã từng bán. Đợt trước cũng có hai con như này, đợt này có hai con này, một con X1 và một con X11. Âm ly có đèn vu của Yamaha, dưới cùng là Jaguar. Hàng rất mới và đẹp vì nó là hàng tuyệt chọn. Hàng tôi chọn từng sản phẩm một chứ không phải hàng nhập sô bồ. Những con âm ly này thì nó có giá dao động từ 4,5 đến 6 triệu gì đấy. Vâng, xin cảm ơn. Hôm nào tôi sẽ có thời gian tôi đăng chi tiết từng sản phẩm lên các bác xem. Xin chào, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.